Xin chào các bạn, hôm nay thì tiếp tục chăm sóc những cây nha đam Mỹ trồng trong chậu cùng làm vườn với mình nha. Đây, cây này thì mình trồng mới được vài tháng à. Cây này mình thấy nó chưa có đẻ cây con. Tuy nhiên thì công việc này cũng làm định kỳ. Nè. Bộ này thì bẻ nó còn nhỏ, chưa cắt ăn được đâu. Đây, cặp này cùng cỡ nhau. Nãy giờ xay xay mình làm gãy cái bẹ cũng không sao. Đây là cái bẹ cuối cùng, hầu mình cũng cắt bẹ này bỏ ha, mình tỉa tỉa bỏ cây này. Hai cây này cùng cỡ nhau nè, thấy rất là tốt không, bẹ nó đóng phấn trong nở thêm những cái bẹ nhỏ nè. Đây là giống giống Mỹ các bạn nha, giống Mỹ nó khác với giống Thái là Mỹ nó bẹ nó xanh đậm hơn và bẹ hầu hết trong cái bụi nó đóng phấn rất là nhiều, còn cái giống nha đam Thái thì mình nhìn thấy cái bụi nó ít phấn lắm. Đó là cách phân biệt mình nhìn bề ngoài. Có cái cây gì nè mình nhổ bỏ luôn, thì lâu lâu có cỏ thì nhổ bỏ cỏ nha. Những bẹ dưới này thì mình sẽ cắt bỏ cho bụi đẹp lại. Đây đây cái nhựa nha đam, bẹ này có thịt đây này mình ăn cũng được, nhưng thì đây mình nhiều quá thì mình lấy những bẹ bự mình gọt cho nó nhanh. Này bên đây nè, thì trong trong trồng trọt đồ á, cái nhựa nha đam nè, đây là cái thuốc mà gọi là thuốc kích rễ, thuốc sinh học á, mình tưới vào những cái cây cành cây mà đang dăm để kích rễ ra. Mình không có dùng thuốc hóa học mà tận dụng những cái này nè. Đây là cũng một cái nguồn từ thiên nhiên. Tuy nhiên thì mình tỉa những bẹ nha đam này các bạn, mình sẽ bỏ vào lại những cái chậu nha. Tại nha đam, cái bẹ nha đam nè, nhựa nó có tính kháng khuẩn rất là cao, mình bỏ vào chậu này để phòng trừ một số côn trùng nữa. Đồng thời thì trong cái nhựa nè, như ta đã biết thì cái dinh dưỡng của nó cũng nhiều lắm, bởi vì mình bỏ lại thì mình sẽ cung cấp một cái lượng dinh dưỡng, tái tái cung cấp lại dinh dưỡng cho đất trong chậu, chứ mình không nên bỏ đi nha, rất là phí. Mình cắt những bẹ sáu nè, mình cắt khúc khúc rồi mình sẽ dùi vào trong cái chậu của mình. Đây là một nguồn phân bón dồi dào, tận dụng lại. Đây là cái nguồn phân bón mà rất là tốt cho cây nha đam. Đối với cây còn nhỏ nhỏ nè, cái bẹ này mình không có sử dụng. Rồi lâu lâu thì mình cắt để cho cây nó lớn. Rồi mình cắt khúc khúc khúc, mình dùi dùi vào trong đất. Do một tay mình vay phên nên mình không có cắt khúc dễ được. Cắt như thế này thôi, mình vùi vùi vào dấu dấu vào trong mặt chậu nha. Chậu này thì ok rồi, còn bên đây đây mấy chậu này mạnh dạn, chậu này thì mấy cái bẹ này mình mạnh dạn mình tỉa nha, tỉa bỏ. Đây này mình sắt khúc khúc khúc. Nè, sau khi mình cắt khúc khúc rồi mình vùi vào mặt chậu, vùi vô đất nha, mình vùi vô đất cung cấp tái cung cấp dinh dưỡng lại cho chậu. Này, cái nhựa nó kháng khuẩn rồi đó thì cũng tránh được côn trùng sâu rồi tấn công vô gốc nha đam của mình. Đây là những cái chậu mà mình mới trồng nè, trồng từ những cái bầu ôm nha, mình ôm thời gian thì cái bầu nó cũng mục rồi,
Bắt đầu thì mình vô những cái chậu nhựa này, do mình mới trồng nó ngã lắc lư với chỗ mình gà nhiều, mình chan mấy cái dừa vô, nhưng mà thời gian mình sẽ lấy ra hết à, mình chan vô không có tốt tại vì nó dễ làm thối cái cây nha đam mình. Bên đây nè, khu này cũng khá là nhiều chậu á. Rồi hôm nay mình nắng nè, mình tranh thủ mình làm, cũng không có tưới nhiều nữa, để cho đất nó khô khô như thế này các bạn nha. Đối với cây nha đam mà các bạn chăm sóc kỹ quá là nó thối đó. Cây trồng này thì yêu cầu mình trộn đất dinh dưỡng, ok là mình trồng mình bỏ đại như thế này. Do mình mới trồng nên mình cũng để dưới cái bóng cây cây giấy nè, phía trên này là cây nhãn. Để mình đi qua đây những cây trưởng thành cho các bạn xem nè, nắng tốt với hàm lắm. Cây bụi này nè, những bẹ này cắt được hết rồi nè. Đây còn phía trên đó nữa. Đây, sáng giờ anh nhổ được ít gai vàng cua trong mấy chậu nè, sẵn làm cỏ luôn. Hôm nay mấy cây con mình nhổ hết rồi, nhổ hết mình ôm, còn mấy cây xấu xấu này đợi tới mưa xuống cho nó tốt lên mình mới nhổ. Là đợt cây giống mùa mưa nè, đầu mùa mưa mình có cây giống đợt mới nữa, còn mấy cây xấu xấu không à, cây con đây cũng xấu xấu nè. Ồ, còn sót trong đó cây con tốt nè, chưa nhổ. Những bụi này thì mình tới lứa cắt hết trơn à. Bụi này có bẹ trong đó già kìa, bụi này cũng có bẹ già. Đây bụi này bẹ rất là thấy mê luôn không. Nhìn thấy mê. Này mình quay cận để anh quay xa cho các bạn coi. À, thấy mê không? Những cái chậu này là chậu nhựa mềm CO2, trồng cái dạng như này là giả chiến thôi. Thường chậu này khoảng 3 năm, nếu các bạn có điều kiện thì mình trồng những chậu mà xi măng đường kính 5 tấc như chậu này nè. Đây, chậu xi măng như chậu mai nè. Thì thời gian sau mình có điều kiện thì mình sẽ thay những cái chậu nha đam như chậu này. Chậu này thì đường kính 5 tấc, lọt lòng 5 tấc nè. Trồng trong những cái chậu xi măng như thế này thì nó mình lau thay chậu. Đó, cái chậu này nè, cỡ cỡ chậu này nè. Những cái đợt này thì mình trồng giáp năm hết rồi, như là mình sang những cái chậu nhựa này giáp giáp 1 năm rồi các bạn. Chậu cũng còn ok lắm. Thôi chắc mình dừng video chia sẻ về cái nguồn phân bón mà rất tốt cho cái chậu nha đam tại đây. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Trời nắng lên là sáng giờ cỡ này 7 giờ mấy à, nắng rất là gắt. Đây nhãn có bông luôn. Rồi thôi mình kết thúc tại đây các bạn nha.